Chào Lộc, giới thiệu đi từ gì lúc thì Lộc lúc thì đất mình không biết cái lúc thường thì muốn nói tên gì. Dạ con chào cô lớn. Kim, con chào cô chú anh chị bạn đạo. Con là Nguyễn Phú Lộc, quê gốc ở Vĩnh Long và sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con sinh năm 78, con 46 tuổi. Ok. Con biết Pháp từ lúc nào và có hành Pháp được bao lâu? Con biết Pháp hồi tháng 3 năm nay. Ồ, mới được mấy tháng hả? Dạ, đủ 6 tháng chưa? Dạ, bây giờ cũng là tháng 9. Dạ, cũng... Nghĩa là vừa xong ha? Dạ. Tức là bây giờ bắt đầu có thể là Pháp được thường chuyển, rồi thiền định thì trên là được dạ, ha? Dạ. Ok. Con có thể nói ngắn gọn thôi nha, đừng có kể dài quá. Dạ. Là cơ duyên nào mà biết tới vô vi? Dạ thì bước đầu tiên thì khi con lên diễn nhà xin vườn của cậu Nguyễn Thanh Sơn thì con trước kia thì con chỉ biết tịnh tâm thôi. Con không biết là vô vi, là khi lên gặp cậu Sơn rồi thì con mới biết là vô vi. Dạ con có nói cậu là hướng dẫn cho con để con thiền định cho tâm con nó nhẹ. Con lên một lượt với lại gia đình hay một mình cá nhân? Dạ một mình con lên trước đó là một tháng, rồi tháng sau con mới rước vợ con lên, là giờ hai vợ chồng con ở đó. Hai vợ chồng để mà làm việc cho cái thiện nguyện Bảo Lộc, cái rừng hay cà phê cái gì đó hả? Khi mà con hôm qua đó là Duyên cũng có nói cũng nhờ bên Anh Sơn, nhưng mà hôm qua đó là rõ ràng buổi chiều đó là có chiếu cái đoạn lời thầy nhắn nhủ, tức là khi mà mình chỉ cho ai cái pháp đó, mình không có làm cái việc chỉ pháp cho ai hết. Chỉ đưa cái thầy nói là video mà bây giờ là cái DVD ha, hoặc là trên mạng cái link thì cũng là cùng với ý là phải đưa cái của thầy đích thân thầy chỉ, rồi cái những cái người mà như là anh Sơ hoặc là mình hay bạn đạo đó thì chỉ giúp để mà coi thử coi coi cái thầy làm và mình làm hai cái nó khác nhau ra sao, giờ mình thấy mình giúp một vài điểm để cho nó tốt hơn, hoặc là mình chỉ những cái này là những cái ai cũng sai lầm error, thì cái đó là rốt cuộc con nhận được cái gì mà của đích thân thầy chỉ chưa? Dạ có, con có nhận qua cái video clip của cậu gửi qua hồi con á, là con có học qua và con nhờ cậu xem giùm con làm việc đúng là không. Ok. Dạ. Tức là con có cái bản mà chính thân thầy đích thân dạ, mà các nghĩa về chỉ. Dạ. Ok, cái đó thì xấu. Tại hôm qua mình nói nếu mà không làm vậy thì nói đó ai mà làm vậy tức là có tội. Dạ. cái người mà giới thiệu mà không đưa cái bản của thầy đó là nó có tội. Thì cái người nào nhận cái đó là phải biết, phải đòi hỏi, nên không được phải đòi hỏi để được. Ok. Thì từ lúc đến nay, con nói khoảng được 6 tháng, cái là chưa có vô thiền định, cũng không có lâu, dài mới chỉ mấy chục năm. Dạ. Nhưng mà con có thể có ích lợi nào chưa? Dạ, có. Những ích lợi là, để con bày tỏ ra hết, đó là cái thứ nhất làm cho tâm con nhẹ nhàng đi. Và dễ mà tha thứ hơn là ngày xưa, là khi chưa con chưa có thiền định. Và được trị được những cái bệnh hiện tại giờ con rất là khỏe. Bệnh gì mà dạ, khỏe? Cái bệnh con là bị thoái hóa của sống cổ, là con phải mua máy về để massage. Hầu như là trong một tuần như vậy 7 ngày thì con phải máy trợ massage cho con 3 ngày. Vì như khi về đêm á mà ngủ mê quá nằm chật gối là con đêm đó con không ngủ được, bắt đầu là đau cổ là không ngủ được luôn. Khi con thiền mà soi hồn á thì cái cổ nó rất là nhẹ và nó không còn đau như hiện tại, giờ con rất là khỏe, bây giờ cái máy con bỏ qua bên con không xài. Cái đó quan trọng lắm, tại vì đi mấy ông mà osteo gì đó là tốn tiền dữ lắm á, ở chỉnh cái phần cổ mà nó bẻ tới ra lưới đó, vừa nguy hiểm mà vừa tốn tiền. Như cái một bú mỡ, gọi là bú mỡ trên trán không nè, thì khi mà con thiền hoặc là con soi hồn, khi nghĩ mình không thiền nữa thì cái con dùng tay con so rồi con niệm Phật thì con cảm nó có lặng xuống dạ không? Con cảm nhận là cái ở trong đây nó có đến giữa nó có một cái viên gì đó cứng, lúc đầu nó gần bằng đầu ngón tay út con nè. Con xe cái bây giờ nó rất là nhỏ, nó còn bằng đầu đũa. Dạ con xe tròn vậy, còn con nhắm mắt cái gì bây giờ bằng đầu đũa và lúc cứng đó là bằng cái gì? Bằng đầu ngón tay út. Ngoài cái lợi về cái út và cái chỗ này còn cái lợi nào mà về thể xác hay là về tinh thần hay về tâm linh gì không? Về tinh thần đó thì con thấy khi mình thiền thì mình rất là nhẹ nhàng, rồi không có mà giảm đi rất nhiều về cái tính mà sân si hay là đố kỵ hay là
cái stress đó, stress tiếng Việt rồi căng thẳng đó, hồi xưa có không? Giờ bây giờ nó có bớt không? Dạ bớt rất là nhiều luôn. Có khi nào con sợ con mất việc không? Có khi nào sợ vợ lên rồi cái hai vợ chồng không biết là sao sống, không biết trở về quê không? Dạ cũng có. Vậy là sao là cái thiền cái nó không có lo hay sao? Dạ thì cũng giảm là cái chuyện lo rất là nhiều. Ngày trước kia hai vợ chồng con nó thật ra là gọi là không có mà bị hai người không hợp nha, hay bị chổi á. Yeah. Nhưng mà xa thì vẫn nhớ, vẫn thương, nhưng mà gần lại cắt khẩu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thời gian gần đây thì con nhận định được thì vợ con rất là hài hòa. Nó không còn như ngày xưa nữa. Vợ có tập không? Dạ con khuyên vợ con có thời gian cũng có. Nhưng mà bắt đầu chưa? Dạ có, ít. Có ít hả? Rồi bắt đầu cũng trong vòng 6 tháng chứ gì thì bắt đầu sao? Dạ. Nghĩa là con muốn hỏi là chẳng hạn như con ở Bảo Lộc, mà con nói con gốc con là ở Vĩnh Long, dạ. Con gia đình con ở Vĩnh Long, dạ. Con nít á, con cái, như dạ. Nội cha mẹ gì đó thì dạ. Ở Vĩnh Long hết. Thì con ở xa hai vợ chồng ở Bảo Lộc, thì có thấy là đầu óc mình nó phải bận tâm mình nghĩ tới đó không? Dạ có. Thì con lúc nào con cũng nghĩ về công việc, thì nói chung là trong ngày con làm việc xong đi về nghỉ ngơi trưa và chiều tối thì con rất là quan tâm về gia đình. Cái thứ nhất là cha mẹ con tuổi cũng đã già. Bao nhiêu tuổi? Dạ 70 gần 80. Ok. Dạ, giống như nghe dạy những kiếp cơ như là cậu sen. Dạ đúng rồi. Thì con có nghĩa là mình hồi nào giờ không có xa cha mẹ mà xa đến như mà gần 400 cây số. Khi đi về rất là khó khăn. Nhất là bao nhiêu lâu nữa? Dạ thì như năm rồi là Tết là con không có về. Tức là cả năm là... không có. Dạ thì cũng mấy tháng luôn. Mấy tháng. Dạ con lên thì hôm tháng 9 hay tháng 8 gì đó. Con không nhớ là tháng mấy. Nhưng mà khi Tết thì con phải ở lại tại vì có nghĩa là bỏ nhà trên đây không được. Bỏ cái thiền viện ở Bảo Lộc của Bộ Sơn thì không ai coi. Thì rồi thôi. Mấy bữa nay đi đại hội rồi kia ai coi? Dạ con vợ con với nhà em vợ nó lên á. Hai chồng vợ với chú Nguyên cũng có ở trên đó. Rồi cái mình đi đại hội mình đâu có lãnh lương hả? Tại vì mình có làm thì cái lượng mình chắc phải chia cho mấy người lên thế mình hả? Dạ, con thì không biết những vấn đề đó nhưng mà chắc là con nghĩ vậy. Tại vì mình nghĩ thì có những người thế mình đó thì họ sẽ hưởng bằng đó. Okay. Thì như vậy đi cho nó dễ để mình khỏi bằng tâm đó. Cái mục đích tu hành Vô Vi ngoài cái chuyện là được giới thiệu, được quen kia nọ thì mình thấy cũng có lợi ích thì nó làm. Dù cái đó là cái kết quả, còn mình có cái mục đích gì không? Chẳng hạn như là con nói chán đời quá, bây giờ muốn dạo trong điển giới. Cái mục đích tức là mình phải là kết quả mình đạt được, còn đấy là kết quả ha. Có mục đích nào về vấn đề mà tu Vô Vi không? Dạ cũng có, con cái suy nghĩ con thì không có nấu đáo hơn những người đi trước. Và con nói thì là lời lẽ con cũng không có được nhiều, mà con nghĩ là khi mà Vô Vi tu để cái tâm con rất là nhẹ nhàng, là con thấy hài lòng với cái để tu để con gọi là như thế nào để cho cha mẹ con mạnh khỏe, gia đình bình an. Và cái câu mà câu nguyện thầy dạy thì dần dần thái bình, đó là con cứ nghĩ như vậy. Chứ không có phải nói ngoài cái chuyện mình biết mình để mình ảnh hưởng được gia đình, ảnh hưởng được con cái và cha mẹ. Dạ thì ảnh hưởng có nghĩa là con muốn tu đường tu như vậy để cho cha mẹ con khỏe khoắn lên để không cái đó cái đó ảnh hưởng, cái đó giống như nên nó là hồi hướng hay là được hưởng hay ké đó. Nhưng mà còn ảnh hưởng có nghĩa là người ta thấy từ lúc mà con thiền hay là con hành pháp thì họ thấy có những sự thay đổi tốt đẹp, làm cho họ cũng phấn khởi, họ cũng muốn thử hay là cũng tập gì nào đó. Ảnh hưởng đó là mình bị trước, mình bị trước đó thì có đó là cha mẹ buộc con đó. Thì con về con chưa có tiếp xúc để mà con nói chuyện nhiều về vấn đề con đúng cái dáng mặt tự nhưng mà mẹ vợ con có lên trên đây có lên thăm vợ chồng con thì mẹ vợ con thì nào giờ chỉ hướng về Phật mà rồi con mới lên đây thăm vợ chồng con mới bày tỏ cảm nghĩ của mình về đạo Vô Vi gì đó. Thì mẹ con cũng đồng lòng đi theo, và con có gửi cái video cái clip mà con gửi con á. Con cũng nói chung là con nói ở trên đây là con thiền vậy đó, con gửi này về cho mẹ xem.
mẹ về dưới mẹ xem con này rồi mẹ thiền theo hướng dẫn của thầy á. Chứ là cũng ở Vĩnh Long đó hả? Dạ ở Vĩnh Long. Cha bây giờ Vĩnh Long Văn Minh ở đâu cũng có mạng hết dạ, hả? Dạ đúng rồi. Dạ, chứ cô vợ con cũng đi chung á, thì cô cũng đang hướng về Phật, cũng thiền luôn, cô thiền về cái như là cô nói là chỉ ngồi xếp bằng về niệm Phật thôi, chứ cũng không làm đâu. Thì cô cũng đang cũng như đang hành pháp này. Nhưng mà cái đó không phải là vô vi. Dạ dạ. Thành nhưng mà nói... con đưa cái clip của thầy cho cô với mẹ con xem. Dạ. Tức là nói chung là họ cũng đã có một cái phần nào đó sẵn sàng chuẩn bị. Tại vì thầy nói là 1/10. Dạ. Nói như cô đến là cha mẹ con ha, cha buồn gạt vợ ha, cô vợ ha. Rồi cái vợ ha. Dạ. Được 5 người rồi. Dạ. Còn con của con thì giờ nó đang ăn học đó con. Thành ra tại đây mình nói trước mắt được 5. Dạ. Mình đã hỏi sao có được bao nhiêu người rồi. Dạ. Thì từ hôm nay là được kể như là 6 tháng thì cũng nói chung là cũng còn mới chưa có vô mà pháp luân thường chuyển như vậy. Và con có thấy được ấn chứng nào chưa? Ấn chứng là chẳng hạn những cái gì mình đặc biệt ánh sáng hay là xuất hồn xuất vía cái gì mà nó lạ lùng đó mà mình không có chờ đợi. Dạ có. Con có ví dụ như khi mình đang thiền hoặc là đang soi hồn thì con thấy là cũng như ở trên trán mình không phải là một ánh sáng như con nghe là như cô hay là những người tu thiền trước nói mà con thấy là hết luôn. Nó sáng, tỏ sáng như ở dưới, tỏ sáng lên cái khúc trán con trên. Không phải là một đốm mà nó có một vần sáng. Màu gì? Dạ nó thì con cảm nhận được là thấy nó sáng hơn khi mình nhắm mắt là thì nó đen. Nó tối, nó tối thôi chứ nó không đen, nó hơi xám xịt xuống cái đầu ở đây nó có vần sáng lên gì lúc nào đó là hết. Tại vì hồi mà con mới cái hạn như 6 tháng kiểu con đó thì mình sẽ thấy được ánh sáng nhưng mà nó là màu đỏ. Tức là tắt màu nóng đó. Thì từ có màu tím, tức là bắt đầu mình tính cái chuyện hơi huyền bí màu nhiệm chút đó. Và cái từ nó qua tới màu xanh, cái màu vàng, cho rồi sau cùng màu trắng. Trong cái màu trắng đó, nó còn màu trắng đục hay là màu trắng trong hay màu trắng mà chớp chớp hay màu trắng là nó lung linh, nó có đủ kiểu, chỉ một màu trắng nó đủ thứ là từ cái lúc đầu hỏi màu gì là vậy đó. Con chỉ cảm nhận được vậy thôi rồi hết. Có một lần cậu Phú em cô Sơn về, con có lần thiền chung với cậu Phú và khi đó là con người con nó lạ lắm. Là khi mà đó con không buồn ngủ mà sao tự nhiên cái tâm trạng con như là ngủ vậy, nó tự nhiên cái nó bay bổng ra ngoài con. Đúng sợ đó, ngồi hay nằm? Dạ ngồi. Con sợ. Ngồi xếp bằng á hả? Dạ ngồi xếp bằng á. Cái tự nhiên thấy giống như mình đi đâu vậy? Dạ hả? Mình cái dế mình đó. Nó sao nó lạ lắm mà con sợ. Con lúc đó con rất là sợ luôn. Con không biết cái gì á. Cái đầu con bình cũng như là mình trở về á. Giật mình. Và con 2-3 lần vậy á. Con thấy nó ra mà nó có đi lên nóc nhà hay như đoạn cửa vậy dạ, không? Mình cảm nhận như là con thoát khỏi ra ngoài cái cơ thể con hết. Chứ không phải là thấy nó phình ra bự. Dạ dạ không. Thành ra không có thấy là đi đâu xa hết hả? Dạ, tại vì vừa thấy ra con sợ quá, con giật lại. Thì hồi đó lúc có bắt đầu, trong vòng 6 tháng đầu đó, dạ. Thì không nghĩa là mình có khả năng gì đâu, là bị trên muốn cho mình có vài cái như kêu là thay vị hả? Là cho mình có những cái sự giống như là thích thú, cho mình có một chút xíu lòng tin hay là giống như là khích lệ hay là kích thích gì không biết. Thì con nằm trên giường, cái từ từ cái tự nhiên thấy mình ngồi dậy, thì cái tự nhiên mình bước xuống giường, khi mình bước đi với thường lệ đó, trong khi bước thì nó không thèm đi trên mặt đất mà đi bước lên không khí, chứ bước nữa lên đây, bước nó luôn lên nóc nhà, thấy cái trần nhà mà mình sợ u đầu đó, nhưng mà giật mình thì mới quay lại thì thấy mình còn nằm trên giường, và khi mà dậy đó thì nó nhặt trở lại, đó, thì cái là mấy tháng đầu là bên nhóm cô kêu là 3 năm đầu thì được ăn kẹo ăn bánh. Nhưng mà không phải khả năng của mình, là bề trên giống như là muốn hỗ trợ hay là khuyến khích gì đó, khuyến tu gì đó. Nhưng mà về sau là mình cũng sẽ có khả năng làm vậy theo ý của mình. Nhưng mà bây giờ thì nghe đại khái kể chút xíu có thấy hơi vui vui phải không? Thế là bây giờ còn sợ nữa không? Dạ, bây giờ con đang tìm để như vậy mà. Đó, thành ra cái đó là động. Dạ. Thì mình muốn là mình động, còn chưa là tự nhiên thì cái đó mới là thiệt. Nhưng mà chỉ biết, chỉ cần ý thức là cái này không phải khả năng của mình. Dạ. Thì là sao con biết được cái vía hay là cái hồn chứ? Khi đó con cảm nhận được sao mà tự nhiên mình ra. Bước ra nhưng mà bắt đầu con sợ quá thì không ra xa như là cô mà vừa ra khỏi con sợ quá con mà kéo lên bực vậy. Cái con ngồi trên ghế, cái con đứng dậy
cái đi ra cửa, cái tự nhiên mình nói ủa mình đi xuyên qua cái cửa, giật mình quay lại, ủa mình còn ngồi trên ghế, thì sau đó được trở vô. Thành ra cái là lúc đầu đó có những cái chuyện đó. Dĩ nhiên á là thường thường là cái cảm giác là sợ giật mình, nhưng mà sau khi mà thích rồi đó thì lúc đó sẽ không còn, tại lúc còn đang bắt đầu muốn rồi đó. Hiện tại giờ là cái khi con lên trên phòng thiền ở trên lầu ở Bảo Lộc đó hả? Dạ, con ở dưới 11 giờ ngủ gử, cái con lên chảnh ngồi thiền một mình, con mở máy cậu để mở máy lên ngồi thiền, con tìm hoài đó, đừng có tìm nữa, tìm là động. Thì để cho mình hỏi theo cái nhiều câu đó là cái điều gì mà thấy khó, những cái gì mà nó cản trở, những cái gì nó làm cho mình gặp những cái trở ngại đó, thì con có cái trở ngại nào không? Đó, con chưa có trở ngại, là vợ con thì động viên, thành ra nhắc nhở con đó, nhắc nhở tới giờ rồi sao không đi thiền đi. Wow, cái đó cũng là suôn sẻ quá ha. Nhưng mà có khi nào nó có những cái chuyện thử thách, cái thử thách đó thì không có những thử thách khác, ví dụ như có một bạn đạo họ nói cái này làm cho mấy bạn đạo mới chạy mất hết. Họ nói vô vi thiền là trước sau gì cũng sẽ bị thử thách, chứ mấy người bạn đạo mà có hỏi thử thách gì cho ví dụ cái nói mất việc nè, mất gia đình chia tay nè, hết tiền nè, này kia nọ, cái họ sợ quá, cái họ chạy mất hết, họ mới thiền vô vi. Thì con có những cái thấy là có những viễn cảnh đó không, hay là nói con, tốt quá không có lo chuyện đó? Dạ con cũng có suy nghĩ nha. Cái thứ nhất như câu hỏi nãy thì con chưa trả lời hết với cô, là con nghĩ là cha con á, cha của con á, thì bên nào, đông á, dạ ở đông nào giờ thì không tin hay là không có đi chùa luôn, nhưng mà không có mà nói xuyên tạc thì bất cứ đạo nào, thì ở nhà cha mẹ tu tại gia gì đó. Rồi có một lần nhắc con một câu, con nghĩ đó là cái trở ngại, nên là làm việc thì làm việc mà không có mà đi theo những cái đạo nào nó, cũng như cha không thấy những cái đạo nó, những cái đạo nó dụ dỗ mình đi vào con đường sai á, thì nó nhiều khi cha cũng chưa hiểu, thì con nghĩ là vậy thôi. Còn với con cũng lớn lên, con lớn rồi, con đã trưởng thành, thì chắc con về con nói cha con sẽ hiểu. Quan trọng nhất là đưa cái đi có thầy. Dạ. Tại vì năm đi đó nó còn có điểm đó. Rồi còn cái đó là có chuyện thuận hành pháp, còn cái chuyện gì niệm Phật đó thì thế nào? Dạ, niệm Phật đó thì khi mà ngày ngày niệm Phật đi linh tham thiền ha con. Dạ, thì con niệm Phật thì không phải là lúc nào con cũng niệm Phật, nhưng mà đôi lúc ngồi tự nhiên không nhớ thì con niệm, nhưng mà cũng ít. Còn gặp lại những cái sự cố á, những sự việc gì mình khó khăn hoặc là bực bội thì con nhớ lại liền. Hình như là hôm qua con có nói con bị accident gì ngón tay hay gì đó. Dạ, ngón tay này. Đó thì lúc đó là lúc đó Phật. Dạ, lúc đó thì sao đã trong lúc đó. Con, cái này là xử lý không kịp luôn. Là con đang làm việc thì con xô cái cánh cửa sắt, cái cổng lớn đó, ở trên Bảo Lộc á, con xô mạnh quá thì cái cánh ngoài nó đập lại nè, ngón tay con gãy rồi. Nó tuột này, cái đứa cùi xương ngoài. Thành ra nó chỉ nói là có trở ngại là khi mình soi hồn nó đứt ngón tay cá vô, ngón tay nó bị vậy làm sao? Trong thời gian đó thì con không soi hồn được, mà cậu Phú có nhắc con là một tay, thì con cũng soi hồn một tay. Dạ. Thì cái ngón tay này làm sao ấy? Dạ đâu được không? Mà cái tay này lúc đó thì nó rất là nặng, tại vì nó tới xương. Bao nhiêu lâu thì nó mới lành? Hiện giờ là lành rồi đúng không? Dạ, lành rồi, móng nó ra được không nữa. Đó đó. Thì cũng khoảng 2 tháng. 2 tháng là không còn cửa băng gì nữa hết, tháo băng luôn. Tức là sơ hồn một ngón tay về trong vòng cũng mấy tháng ha, cũng 2 tháng hay nhiều đó. Rồi tới mà ngón này thì sơ hồn khoảng tháng thứ tư con mới sơ hồn được ngón này. Tại nó lành thôi nhưng mà nó rất là đau, tại đây không còn móng nữa. Bây giờ đụng vô gì vẫn còn thấu, nhưng mà con chỉ để nhẹ thôi. Con có biết là mình để đúng hay để không đúng không? Dạ thì con cũng tìm hiểu, nhưng mà chính xác thì như thế nào thì con cũng chưa chắc lắm. Không biết cô có nói với con hay nói với ai, nói chuyện là mình muốn biết. Tại vì cái chỗ này mình coi từ bên ngoài, ví dụ như là chú Phú, chú Sơn gì đó, có thể cậu gì đó, thì có thể nói cái này không đúng chỗ, phải nghiến nghiến cái răng để mà thấy nó đúng nhất. Ngay cái mặt. Đó đó, vậy đó. Dạ, con nhưng mà khi mà cái ngón tay cái là cái khó nhất, tại vì không biết dựa theo đâu. Thành ra cái cách để mình biết là tự mình biết. Cái người khác không biết được là phải nghe tiếng ồ ồ, cái điện ồ ồ. Con cái gì là ngày hôm qua,
là cô cho con biết là cái ngón tay cái để như thế nào đúng, còn cái ngón trỏ thì con xem thầy hướng dẫn, cậu cũng chỉ cho con là khi con làm thì cậu xây dịch cho nó đúng á. Nhưng mà con cảm nhận được là cái ngón này con phải để ngay cái mặt này. Thấy nó cảm giác nó rất là phê, để ngay cái mặt cái nó không có phê gì dạ, nó giật cái đầu ngón tay bạch cảm giác nó rất là phê. Rồi cái con giữa thì sao? Thì con giữa mình xếp vô. Cái con giữa thì để nhẹ ngay mi mắt. Trên cái xương, cái con xương của con mắt, cái đuôi con mắt á, cái con xương, cái đường của con mắt. Những cái chuyện nó sơ sơ, thì mấy nay mình không có một vết, không phải là kiểm tra được với con cô á. Nhưng mà mấy về hôm mấy bữa nay, hai đêm con tới cho Hà Thu Huy kiểm soát được với con cô không? Dạ chưa. Buổi tối đó, thấy hôm tối hôm qua, con có tối hôm kia, con có học có thai tối nè. Dạ. Con cũng ở dưới đó, nhưng mà con không có nhờ. Ok thì thôi, hy vọng là có dịp làm sao sẵn cái test luôn, cái chuyện mà có đường thường chuyển rồi đó, cùng lắm là làm trọt mấy tháng làm. Con có ý định là năm sau thu xếp đi đại hội không? Rồi cái chủ thêm vợ đi, tức là đại khái là phải giống như sáng đến nào làm nói đó, phải có tiền ha. Dạ đúng rồi, phải có tiền. Thành ra mình nếu không có tiền mà mình lại lo lắng thì nó lại động thì lại ảnh hưởng là chuyện không tốt. Thì con nghĩ trước mắt thì mình vẫn tu, mà đời đạo xong tu thì con phải làm, con làm đó thì để kiếm được số tiền để dành dụm để cuối năm là cái gì năm sau gì mình. Với là hiện giờ thì sướng quá, tại Bảo Lộc là chỗ thiền này kia mà lại có việc, mà lại có cộng sơn là bà con hay là dạ không phải bà con, không có bà con, cũng như là người làm giúp cậu xem vườn. Con là nhân viên, dạ, con là nhân viên. Con kêu là cậu là tại vì cái tuổi chứ nào hả? Chứ không chịu bằng anh hả? Dạ, con vô vi mình ai cũng anh chị không à? Tại vì con nhìn theo cái lớp tuổi như lớn hơn con có 10 tuổi đó lại thì gọi là anh, còn lớn hơn nữa thì gọi là chú là cậu. Ngoài cái chuyện là đại hội này là lần đầu tiên mà con tham dự một cái sinh hoạt vô vi, còn ngoài ra con có tham dự được cái sinh hoạt nào khác nữa không? Đi cái gặp thường đường, thiền viện, bạn đạo hay là có sống chung, sinh nhật thầy, có cái gì mà khác? Dạ chưa, tại vì con lên làm việc ở đó thì con cũng chưa có cái thời gian để... Thành ra bắt đầu cái bằng cái ngon nhất tức là đại hội. Từ từ làm biết chút chút rồi tới ăn, gặp bạn đạo, ghé nhà cho nó, nhưng mà cũng được. Thành ra cái cảm tưởng tại hôm nay là ngày thứ ba, tức là con đã hơn năm, con có sống qua được hai ngày mấy ha, thì con cảm tưởng con thấy thế nào? Dạ con cảm nhận con rất là thích thú, hưng phấn, là đi con cũng hay đi trao đổi với các bạn đạo khác người lớn tuổi hơn, quen được nhiều bạn đạo mới chưa? Dạ nhiều, được nhiều. Con cũng nói chung là con thấy nhiều lắm ở trong cái tại vì con thấy con không có giống như là tập trung mà nghe ban giảng của thầy hay là tập trung như cái gì, cái thấy con thấy con đi quay hình, con cầm con quay lên vòng con vẫn quay một đoạn vậy rồi con ngồi xuống nghe, bây giờ vẫn nghe thì lúc quay một quay vẫn được việc nghe. Dạ. Con có thấy là trước khi đại hội có ý niệm gì về đại hội, con có coi những cái đại hội của năm trước hay là con nói không có ý kiến gì hết? Dạ con thì không có xem những đại hội năm trước, nhưng mà con đến đây thì con cũng có cái lòng với cái tâm mình cũng quyết định rồi về cô Vi tu thiền, cho nên là con đi về con rất là hưng phấn, cũng có cái cảm nhận như ngày hôm qua con hẹn với cô mà con sao con đi lòng vòng ở dưới cái phòng ăn của khách sạn á, con đi vòng cái chỗ mà buffet đó, con đi gần 3 vòng vậy, con không biết là nó con có thấy con lững lững lơ lơ con giống như say rượu hay gì không? Con thấy cái tâm trạng con lúc đó là không biết cái chuyện đó, ủa gì giờ mình đi đâu đó. Con thuê ma dẫn đường. Con ngủ mấy năm con đi vòng con vợ. Con có trên Bảo Lộc con có sợ ma không? Dạ không. Tại vì con không có lên, con chưa có biết, nhưng mà con thấy một cái rừng mà ở trong đó, mà nếu mà chỉ có thời dẫn chưa lên mà có mình con ở đó, con nghĩ nếu con ở đó con sợ ma. Và khi mà tự nhiên ma nó dẫn mình đi đâu? Đúng rồi, nếu mà sợ ma thì ở đó không dám ở. Gặp vợ sợ ma nữa thì hai người cũng sợ ma hết thì cũng đâu có dám ở. Nhưng mà tại khi con nói là con vòng vòng mười mấy vòng, con nói tưởng như con nghĩ tới giống như là con gà mở cửa mã đó, lên chắc chắn như ba vòng á. Con nói chà, cái này không biết là có khi nào thiên liên nó điều khiển con mà con mất mất kiểm soát. Dạ đúng rồi, trong cái lúc đó con mất cái cân bằng, con không nhớ những lời hứa con hứa với cô, hay là con không biết làm gì, con còn suy nghĩ không đó.
giờ thi đâu ta. Lên phòng thì tự nhiên nó không nghĩ tới. Con thêm đó là tắt cái điện thoại nên là không được. Dạ tại vì khi mình vô trong cuộc họp trong đại học thì phải tắt, người tắt xong quên mở đó mà. Dạ, thì con không tắt vậy mà con phải nhớ mở. Dạ. Rồi cái con không lên phòng cho nên cứ là phòng qua cửa con có dạ, được. Rồi khi con lên tới phòng con lục đồ ra thì con nhìn điện thoại con thấy cậu điện con đầu con mới nhớ. Cái đó. Dạ. Cho nên con có khi là con nghe ban giảng của thầy không? Dạ có. Con nghe ban giảng của thầy, con có thấy cái câu nào mà con thấy nó đặc biệt mà nó người ta kêu tiếng Việt Nam, người ta kêu là quên mất cái kiểu gì rồi. Tức là tự nhiên mình chú ý, và mình ghi nhớ, và mình thấy giống như là nó ghi trong đầu mình kia đó. Dạ, ấn tượng. Con thì nó thật sự con nghe ban giảng của thầy là lúc đó con suy nghĩ cái câu này và lời nói của thầy đó là dạy cho mình đời tâm như thế nào, anh mình sống làm sao. Cho nên là con không có mà đặc biệt ấn tượng vào cái câu nào hết. Con nghĩ vậy cái câu này tốt, mình có thể sống như thế nào. Thì khi mình mới làm một câu phỏng vấn bạn đạo, nói chuyện bạn đạo đó, dạ. Thường thường họ hay nhắc mà câu mà ấn tượng nhất với họ, dạ. Một câu đó làm cho họ thích vô, dạ. Dụ câu được cho họ chạy mất. Dạ. Thì cái câu mà làm cho họ thích vô đó là có điển, là có tiền. Yeah. Ai cũng muốn có tiền, mình đã xong tương mình cần tiền, muốn đi đâu cũng cần tiền. Yeah. Mà nghe thầy nói có điển, có tiền, cái họ thấy câu đó là cái câu ấn tượng nhất, hay nhất, vui nhất, thích nhất. Yeah. Mà Cường chưa nghe đoạn đó ha. Dạ, con có nghe nhưng mà con không để tâm. Con không có nghe được câu đó dạ, rồi. Con nghe nhiều lần nhưng mà con nghe là con chỉ là để tâm tâm con là mình phải sống như thế nào. Mình sống sao, tu sao. Có thắc mắc là làm sao, tại sao có điển chứ có tiền không? Con không suy nghĩ giống như người kia nó có điện có tiền nhiều trúng số. nhưng mà thầy khi thầy nói có điện có tiền là không phải trong nghĩa đó. Yeah. Còn con thì nghe mình nói không có chuyện gì, không có quan tâm lắm là tại yeah. vì nó không có làm cho con giống như là quá wow, cái câu này đặc biệt quá vậy yeah. thì không có cái cảm xúc gì yeah. mà đặc biệt. Cái câu số 2 là chạy chạy mất á yeah. là một cái bước cản trở ta rất nhiều. Yeah. Không phải là mình bắt lỗi ông thầy đâu nghe. Yeah. Nhưng mà ý muốn nói là câu đó ngay cả những người trong vô vi cũng không có thấy và tiếp nhận tiếp thu rất dễ dàng, mà cô rất thích câu đó. Cô có rất hay nhất trong vô vi là chỉ có ta sai chẳng có ai sai. Yeah. Con có thấy là vô lý, con cũng có đúng cái sao đó, đúng là cũng chỉ có ta sai chẳng có ai sai. Con hiểu sự nó sẽ yeah. ngắn yeah. đi qua tình hình khác. Là tại vì nếu mà chỉ có ta sai không ai sai là khi mà mình đúng á, mình nghĩ mình sai đó là cái tha thứ. Thế con nghĩ khác. Con nghĩ tôi sai là con sai thiếu thiệt đó. Yeah. Sai lầm đó yeah. là tại vì mình ngu đó. Yeah. Còn người ta đúng là người ta đúng cái trình độ của họ. Yeah. Còn bây giờ con có dự định là sẽ lên trên micro phát biểu cảm tưởng hay là cảm xúc gì không ở đại hội đó? Con thì nói chung là về cái vấn đề cho con người thì con mê âm nhạc. Con lại đứng con hát, mình đứng giới thiệu thì mình chưa. Không có phổ giới thiệu, dạ, con chỉ nên phát biểu dạ, cảm tưởng. Cảm tưởng ở trên đứng một thì con dơ, nhưng mà cầm mic sân khấu thì con có. Hình như là sao con được quen thuộc. Con cũng ngại với cái cảm nghĩ của mình á. Mình lên, bước lên mình nói ít quá, mình đi xuống mình thấy sao á. Thì thứ nhất là mình mới đi lần đầu, giờ mình thích thì mình không thích, giờ mình tưởng mình muốn trở lại, hay là mình vô mình thấy có những điểm ngạc nhiên, mình không về, mình không ngờ cái gì đó. Dạ, dạ. Rồi cái đi ăn, rồi cái đàn khách sạn, dạ. Ở đó con khách sạn chỗ này lần nào chưa? Dạ, chưa. Đó thì nó ưng lắm, quá ở cái cảnh bận quá, cái là muốn nghĩ cái gì đó thì là những cái cảm tưởng. Giả kể như con về con kể cho vợ con nghe. Dạ. Ờ, bạn ấy, về đại học có gì hay? Con đó thì dễ thì lên sân khấu cũng nói chỗ đó. Dạ. Rồi con có được bạn đạo đó, bạn nam không hay có bạn nữ? Dạ có, nam nữ. Con thấy họ dễ thương hay là họ thấy họ có vẻ coi chừng không biết con là người gì không? Dạ, dạ con thấy họ rất là gần gũi và thân thiện. Khi con trao đổi với các bạn đạo cũng vậy, con trao đổi bằng cái tâm, con nói chuyện rất là thiệt tình, ai cũng thích. Thí dụ như con trao đổi với họ về những cái đề tài nào? Về nói về mà tu đạo thiền thì con chưa có gần, con đâu có dám trao đổi gì đó. Con chỉ là hỏi để con học hỏi là về cái vấn đề gì đó, chứ không phải hỏi về cái kinh nghiệm pháp. Rồi trong cuộc sống, rồi hiện tại giờ ở đâu thì con nói ở trên Đô Lộc, cái bệnh viện của cậu Sơn vậy. Thì rất là nhiều người
thích thú, họ muốn là có gì là đó, họ sẽ ghé đó. Thì nghe nói con Thở nói vậy đó, thì họ nói có một chú ở bên Mỹ, hồi nãy chú nó lên cũng nhớ lắm, chú nói là vậy là con cũng như ở bên cái thiền viện gì của cậu Phú đó, là cũng có một người gọi là thiền viện viên gì đó, ở cái thiền viện đó để chăm sóc ở đó. À, tức là người thiền viện Nhẫn Hòa của ông Phú. Đó có một người giống như quản lý, tức là cũng phải lo ngâm cắt cỏ, quý cây trên đó. Thích cái áo này không? Dạ thích. Cái mà lúc mà con đang đi trên xe, con thấy mấy anh mấy chị ở đằng sau ba bốn người bằng áo như có vẻ mình nói đơn giản là đồng phục, đồng phục của đại hội. Con nói để con hỏi con, nó nhưng mà con chưa có hỏi thì cái đồng tới phát áo là con hiểu rồi. Con đến hỏi, ủa mấy chị anh chị mua áo này hay là mình đặt làm sao vậy? Thấy bận gì thấy thích đó, em ba tổ chức thợ mặc quảng cáo luôn. Dạ thì đó vậy, cái đầu con chưa hỏi cái đầu tới xuống dưới là phát cả tặng áo. Rồi cái con có thấy con có quen thuộc là mỗi người các ba một cái bản tên này chứ không? Tại vì dùng như sợ kỳ quen quá với cái chuyện đi đâu hội nghị thì mấy cái chuyện này con chắc là đầu tiên hả? Dạ cái cũng đầu tiên hết, cũng vui thiệt đó. Cô chứ ngạc nhiên là thường thường á, mọi tội nghiệp ban tổ chức hay nói văn nghệ ai cộng tác ai cũng lên hát gì đó để cho chương trình nó được phong phú, mà tự nhiên lần này á, thì họ đã chuẩn bị đầy đủ hết. Con lại xung phong con nên con xin vô ban văn nghệ. Thì con ngạc nhiên, con mới biết được là tại con thích hát cả hát hả? Thì cái thiền ca đó con có thử nghe mấy bữa nay mấy bản nhạc thiền ca, con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy là con hát được. Mà con nguyên quan trọng trước hết là mình nghe mấy bản nhạc rồi đấy, mình cũng thích. Dạ thích á. So với nhạc đời thì con thấy sao? Thì nói về giai điệu thì nó cũng na ná như nhau, còn những lời bài hát thì khi mình hát đó thì mình đặt cái tâm trạng vô bài hát thì đó lúc đó mình hát mới là hay. Con thấy không, giống như bữa đầu tiên đó là bữa mà mình có nhiều thì giờ đó, rồi cái chưa có vô chương trình hết trơn á, cái đó giống như là kêu phục sự lên hát á, thành ra cái lúc đó giống như là không có chương trình chính thức không? Thì nếu mà có những cơ hội cái đó đó, giống như hồi đó cô đi trên xe buýt á, xe buýt di chuyển, chẳng hạn như từ mình sẽ di chuyển xe buýt từ Pattaya trở về Bangkok, cũng là 1-2 tiếng đồng hồ, nếu kẹt xe thành 3-4 tiếng, thì nhiều khi không biết làm gì trên xe buýt, sẽ thôi ai lên hát có cái micro đó mà hát, thì con có thể lên, con lên hát, tại vì trên cái không khí nó vui chứ không xe buýt ngồi hoài mà người được. Con thì mà con có thuộc lòng lời sẵn không? Lời của nhà bên nhạc đạo con chưa biết. Nói chung là mấy ngày nay con không có thời gian để mà con tập luyện hay là gì. Con làm phim mà con đã chụp hình hay gì vậy là con làm rồi. Nhưng mà cái máy con làm bằng cái điện thoại thì phải là sạc trực tiếp con làm mấy tiếng á. Rồi bây giờ không có thời gian. Không có, nói chuyện là thường thường cái kiểu mà giống như là tự do đó. Thì mỗi người cầm cái telephone không có lời đó. Thì ta bấm sẵn như hôm qua đó. Dĩ nhiên mấy bài mình chưa nghe bao giờ thì không được. Mà nếu mấy bạn nghe rồi đó, quý vị thầy một lần con đã tu vậy đó, thì mình cũng hay hát. Hoặc là ngay cái bài hát nhạc đời cũng không có sao, tại vì mình mới vô mà nó có biết nhạc đạo phải không? Nhưng mà mình cái quan trọng nhất mà thấy dễ thương nhất là mình tham gia. Mình tham gia và mọi người sẽ yêu mến mình, thì thấy mình hòa nhạc, mình hòa hợp và mình thích, mình vui. Con nghĩ ở trong đó thì hiện tại trong hội trường như đại hội thì con có thể là làm được hai việc. Cái thứ nhất, mình không nói về mình thiện pháp hay là gì về vấn đề, ví dụ con trợ giúp ở trong cái ban tổ chức là cái thứ nhất, cái quay phim. Cái thứ hai là con vào bên đội nhạc là con thấy con văn nghệ. Dạ ghi tên trước với lại chị La. Con có chị chơi. Lam rồi con xin chị Lam, con nói chị Lam giờ cho em xin vô đội văn nghệ nha, giơ hai tay đồng ý, nhưng con hứa là năm sau con sẽ hát dành cho những người bạn đạo mới, bạn đạo tương lai, cho vợ con, cha mẹ con cái ở nhà cho nọ đó. Thì con có lời khuyên hay là tâm tình hay là nhắn nhủ nào không? Nhắn nhủ cho gia đình con. Hoặc là bạn bè, hoặc là bạn học, nhưng tất cả những người nào, những cơ hội đó. Nói chung là người chưa tu vô vi, hoặc là người mới nghe nói mà chưa có thành pháp. Nghĩa là không phải là nói cho cô, nói cho những người nào cũng vậy. Vậy thì con muốn lời gửi nhắn nhủ đến những người thân của con với bạn bè. Thì nếu xem được cái clip này thì sẽ hiểu được tự con đó là người đã đạo vô vi, đã có hiểu rất là nhiều, cho nên mình tìm hiểu rồi mình mới đi vào đạo. Nếu mình chưa hiểu thì mình không dám vào. Thì cho nên là nói với người thân và bạn bè thì
cứ tin tưởng ở Lộc là đích là con, thì cứ theo cái đường sáng suốt đi theo thầy thì sau này mình sẽ đi về trời. Cô có nhắc chút xíu vào đằng này, đạo thường thường là Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hòa Hảo, rồi vô nguyên mình mà phải pháp thiền. Nếu mình biết đạo phải là đạo tình thương và đạo đức, nhưng mà không có giống cái đạo giống như là Thiên Chúa Tin Lành kia nọ, mà mình chỉ là một cái phương pháp để mà mình phát triển điện năng của mình. Vô vi mà không nói tiếp điển không phải là vô vi. Thành ra nhiều khi chỉ nói còn hàng bên ngoài với đời, mà cái vô vi đó là cái gốc, cái điển, mình tìm cái điển, không chụp hình được, không rời mó được, thì cái đó là điểm quan trọng nhất của vô vi. Và cái điểm mà giống như hàng tuần cô cũng biết là mình, cô cũng biết là mình có hai cái buổi sinh hoạt một cái tháng đó. Một buổi là đối với Việt Nam tức là sáng chủ nhật 4 tiếng, giống cái buổi tối là 2 tiếng. Còn tới bây giờ thì cô thấy con muốn ngồi nghe thôi. Dạ đúng rồi. Bây giờ đi đại học về con có thấy là con cũng muốn tích cực hơn chút xíu không? Dạ, con phải tích cực hơn xíu là con có thể là hiểu được thêm chút xíu nữa thì con mới vào đó con có thể phát biểu gì đó. Chứ còn trước kia thật sự con rất là mới mẻ con. Thì cái đó dĩ nhiên là thông cảm được thôi. Nãy giờ là cô hỏi rồi con trả lời, cô hỏi con trả lời giống như hỏi cung là một thời gian. Có chưa chuyện gì cô chưa hỏi mà con muốn chia sẻ không? Ý con cũng như con kể về vấn đề bước đầu tiên về cậu Lộc ở thiền viện của cậu sớm. Khi con bước chân đó lần đầu tiên, rồi em con đưa đến đó cái đi về là cái buổi chiều đầu tiên đó là con mới đến chắc chưa còn ở đó một mình luôn. Nhưng mà sau đó cảm nhận của con thích cái chỗ này quá, con không muốn đi đâu chứ. Cái đó con phải là về cái duyên của mình hay không? Dạ, còn ở đó mấy tháng sau cũng vậy, mấy sau mà cảm nhận mình không tìm được lý do cho hàng nhân tiện nghi hay là cái gì không? Dạ, con không tiện nghi thì con không nghĩ tới những cái vật chất đó, con không nghĩ tới, con nghĩ là ở đây là cái thứ nhất thanh tịnh, cái thứ hai là cảnh vật nó rất là thiên nhiên rất là đẹp. Rồi nó thanh tịnh, yên ả, mình thấy thoải mái con người. Chứ cô vẫn đỡ chắc bị cô bị mũi cắn cái mũi đó. Hoặc là có rắn hay có mấy con bọ hay có cái gì mà dạ, rắn mũi thì như con nói là buổi chiều dạng dạng tối á, nhiều lúc mình đi á thì có khoảng nửa tiếng có vài con mũi thôi rồi là hết. Vậy thì còn cái gì khác để nói chứ không mình bế mà. Dạ thì con ở đó thì con cảm nhận được rất là thích thú vậy, cho nên là thời gian mà nếu con còn được ở đó lâu dài để con tu thiền ở đó luôn thì rất là tốt cho con. Có khi nào con thấy nó rất cực quá mà tiền lương thì không có đủ để mà hai vợ chồng sống không? Dạ thì cũng có, con cũng nghĩ tới đó. Dạ cũng lên tiếng nhưng mà giờ chưa có. Chị giải quyết cái mức lương hiện tại thì con gia đình đủ sống. Nhưng mà cái bước đầu tiên con lên đó thì ở thì con có cái chí hướng con muốn phát triển ở Bảo Lộc. Muốn phát triển Bảo Lộc? Dạ, kinh doanh ở hả? Bảo Lộc. Kinh doanh hả? Con mướn miếng đất của cậu Sơn để mà con làm phát triển về cái nghề của con á. Cái nghề con là gì? Nghề xe máy xúc á, xe máy đào á. Con đào đất, con xúc đất. Là xe cuốc. Và cho nên là lên đó còn phát triển không được. Rồi con chắc cũng có duyên với bên đạo vô vi. Rồi con ở đó thì con tu qua đạo vô vi thì thấy cảm nhận rất là nhẹ nhàng như người mình. Giờ con có cùng cái cảm giác, cảm tưởng đó không? Dạ, vẫn có. Giống như con vậy đó hả? Dạ, con thì từ đó có khắc mà dạ, khắc khẩu dạ, mà nhưng về mà khoảng cái thời gian gần đây con cảm nhận được luôn, vợ con nó thay đổi. Nó không còn mà khắc khẩu với con nữa. Mà nó hiền hòa hơn. Không có cãi cự lại như trước nữa. Thì con cảm thấy rất là hạnh phúc. Thôi chúc mừng con. Dạ chắc con nghĩ là cái điển hay là thầy ban xuống cho con được cái hưởng được cái hạnh phúc đó là rất là lâu rồi đó con. Ráng tranh thủ mấy tháng đầu, bây giờ mấy năm đầu thì sao nó càng ngày tu càng lâu càng cao thì tôi thích càng nhiều càng khó. Nhưng mà mình lúc nào bị trên rất là thương và nương tay. Nhưng mà mình phải cúng dường cái tinh thần là vô vi không phải là để hưởng thụ. Thành ra tới bữa nay thì mình cảm ơn con cộng tác, đã hợp tác để mà mình có được cái buổi làm quen, kêu kêu là phỏng vấn, nhưng mà thiệt ra phỏng vấn là tại vì hỏi đáp đó, chứ thiệt ra giống như là làm quen và cũng là ghi lại một cái kỷ niệm lần đầu tiên đi đại hội. Và một bạn đọc mới vô vô vi mà mọi thứ được suôn sẻ thì cô cũng chúc là con sẽ được ở Bảo Lộc lâu dài, tại vì cái điểm mà khó nhất mà tiền mua không được, tức là mình thích. Nhiều khi mình thích thì mình sẽ phát tâm. Gần như nhiều khi là mình làm công chùa đó, mình làm được rõ lương, nhưng mình không thể mình ở một cái chỗ mình không dọn dẹp, mình không tu bổ, sửa chữa, thí dụ vậy đó. Thì tâm là phải
nhưng phải thích chứ không thích thì sẽ miễn cưỡng ha. Thôi mình mới mặc ở đây ha, cho mình nói về giờ cầu chúc cho con được tận hưởng sương gió rủi mà thích đục rạch đó thì nhớ là có té thì cũng để lò bò bò lên, có lọt xuống ruộng thì cũng ráng bò lên bờ ha. Vậy cuối video này con xin cảm ơn cô, cảm ơn mạnh thường quân đã tài trợ cho con được cái vé tham dự đại hội lần này, món tượng cho cuộc đời con. Con xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn con.